Các bác xin chào anh em. Mình Audio Đông lại lấy về được một lô dây AV hàng bãi, hàng tồn kho của Đức. Những dây này là những dây cực kỳ xịn sò về chất lượng. Xịn sò và giá thì cũng rất là rẻ. 200.000 một dây thôi, đấy là giá bán tại cửa hàng. Nếu các bác ở xa thì sẽ mất tiền ship. Còn nếu các bác nào gần thì có thể qua lấy trực tiếp thì sẽ không mất tiền ship. Ở Hà Nội nếu cửa hàng gửi đi cho các bác sẽ mất tiền ship qua Viettel là tầm 17.000. Còn các bác ở tỉnh thì sẽ mất tầm 30 đến 35.000. Tùy theo các bác ở gần hay ở xa, địa điểm vùng sâu hay không. Thì những cái dây này là dây đầu đúc anh em nha. Và dài tận 1m9 luôn, rất dài. Nếu các bác không muốn nó dài hơn thì có thể quấn thành vòng này này, để cho nó ngắn bớt lại và để hở đầu ra để dùng. Đó. Thì những cái dây này nó xịn hơn những cái dây mà từ trước đến nay cửa hàng hay dùng. Đó là dây Choi Si ở chỗ nào. Đây, những dây này nó là dây Trung Quốc, cửa hàng ngày xưa chưa có dây này. Thì vẫn phải nhập những cái dây này về để dùng và cũng như là bán lại cho khách. Bán lại tầm 100.000 cái dây này anh em nhé. Tầm 100.000 một cái dây này, dài tầm 1m8. Thì nếu mà so sánh với cái dây của Đức này, hàng tồn kho này, thì cái dây Choi Si này không bao giờ có cửa. Không bao giờ có cửa. Nó thể hiện ở cái chất liệu cấu tạo lên cái dây, đó là cái lõi bên trong. Lõi bên trong của cái dây Choi Si này, nếu các bác cắt ra nha, nó chỉ là những cái sợi kim loại mỏng manh như những cái sợi tóc thôi, như những sợi tóc. Còn những cái dây như thế này các bác này, bên trong nó cực kỳ dày dặn, nó to, nên độ truyền tải âm thanh của nó cực kỳ tốt. Đó là một yếu tố rất quan trọng trong âm thanh. Hai nữa là cái đầu cắm. Cái đầu cắm này nó cũng là một nguyên nhân sinh ra tiếng sôi ù của âm thanh. Khi các bác dùng những cái dây mà nó bình dân của dạng Trung Quốc Choi Si này, một thời gian nó sẽ bị vỡ nát, nó gãy. Bởi vì cái phần kim loại làm đến thế này nó rất mỏng manh, nó mỏng dính cơ. Thì là nó sẽ bị không tiếp xúc cực âm. Nghĩa là phần vỏ này cực âm, phần lõi cực dương. Thì là nó không tiếp xúc thì nó sẽ sôi ra, sinh ra tiếng sôi ù hay còn gọi là mô ve. Còn cái dây mà các bác đang thấy ở đây thì cái đầu cắm của nó cực kỳ dày, đúng không? Nó dày, nó xịn. Thì là các bác cắm vào nó chắc, nó không bị lỏng lẻo. Thì nó sẽ không gây ra tiếng sôi ù và nó sẽ bền theo thời gian, bền theo thời gian anh em nhé. Còn những cái dây này thì mình dùng được thời gian đầu và thời gian sau nó sẽ kém dần đi. Hai nữa là nó đứt, nó gãy ở bên trong. Đó. Cái hiệu quả của âm thanh nó từ cái dây loa này, dây AV, nó cực kỳ quan trọng. Nếu các bác đầu tư một chút, mặc dù cái dây này so với cái dây đang Choi Si này giá không quá cao, bởi vì nó là hàng tồn kho nhập được về thì nó rẻ, là 200.000 một dây giá tại cửa hàng, nhưng cái hiệu quả các bác sử dụng thì cực kỳ lớn luôn đó. Và cửa hàng cũng có những cái dây loa Mỹ như thế này, giá là 100.000 một mét, vẫn bán suốt từ ngày xưa anh em nhá. Dây này thì nó xịn lắm, nó ngon lắm. Có nghĩa xịn thì trong cái tầm tiền của nó thôi. Mình không thể so sánh cái dây 100.000 với lại dây khoảng 500 hoặc 300 một mét. Đây, mình sẽ so sánh với những cái dây tàu của Trung Quốc này. Đó. Đó, thì cái dây loa của Mỹ Montez này nó ngon lắm. Nó vừa đẹp lại vừa chuyển âm thanh tốt. Thì dây AV và dây loa nó là một bộ phận cực kỳ tốt, quan trọng nếu các bác dùng những cái dây xịn, dây chuẩn. Thì độ truyền tải âm thanh nó sẽ hay. Âm thanh nó trong trẻo, nó rõ ràng. Cũng như là không dính cái tiếng mô ve. Chắc chắn là khi các bác sử dụng đồ âm thanh, dùng những cái dây này theo thời gian nó sẽ sinh ra tiếng sôi ù. Nếu mà các bác sử dụng đồ âm thanh nó sinh ra tiếng sôi ù thì nguyên nhân đầu tiên các bác phải kiểm tra, đó là kiểm tra dây AV anh em nhé. Bởi vì nó mà thiếu mát, nó không tiếp xúc được ấy, thì nó ù, nó réo lên không dùng đâu. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên của âm thanh để các bác kiểm tra. Thì mình dùng những cái dây xịn như thế này thì mình sẽ không dính cái điều đó, không lặp lại cái điều đó. 200.000 một dây. Nếu các bác đặt hàng thì các bác có thể nhắn tin địa chỉ rõ ràng, gửi thông tin rõ ràng, cửa hàng sẽ gói dịch vụ Viettel cho anh em. Đây, một dây nó là như này anh em nhá. Đó. Một dây thì nó đây gọi là một dây thế thôi. Đó, 200.000 một dây. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em.